Trước mắt các bác là một bông ni số qua, nghe nhạc mạng giải mã trực tiếp 32 bit. Bán giá 2,8 triệu đồng, con đâm ni nó xước một vài chỗ mặt tiền nên tôi để đá giá rất mềm cho bác chơi. Đâm ni là đánh hai đôi loa chính AB, A cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, chỉnh bát chép đầy đủ. Chế độ bát bót tăng cho bát equalizer. Âm ly này có cả chỉnh ba đường chỉnh bát, chỉnh mid, chỉnh chép đầy đủ. Đây là đang tín hiệu DVD, đang lấy tín hiệu quang từ cái thiết bị bên cạnh. Muốn chỉnh bát chép các bác ấn vào equal sáng ở đây. Sau đây tăng giảm này, xuống chơi dưới. Để loa phone, tôi đang đấu loa chính loa phone, xoay. Next guy xoay này. Đây. Tiếng cực khỏe luôn. Đánh hai đôi loa chính AB cộng B. Hàng bãi nguyên zin 100%, lau chùi chạy ngay. Công suất 190W, điện 100V. Sản xuất tại Malaysia, mang về Nhật dùng. Âm ly có cả radio. Đây là đường DVD, đường quang tôi đang cắm. Đây loa A và B, loa center, loa surround, loa xúc điện đây. Nghe nhạc số từ trên mạng cực hay luôn, để nó có chế độ giải mã. Đường quang nó là đường quang DVD. Đây các kiểu ống âm thanh mình nghe nhạc thì mình sẽ bấm chế độ AVKD này hoặc 2CH này. Nó sẽ hay. Nó là dạng âm thanh sitar. Bát mod ở tăng bát. Tôi sẽ chuyển sang chế độ CD. Hai đôi loa AB cộng B cực khỏe luôn các bạn. Cực khỏe, các bác ghép vào và hát karaoke vô tư luôn. Đang đánh một đôi loa rất to, vận tải vô tư. Hàng bãi nguyên zin luôn. 32 bit. Xước nhẹ cái này. Để giá rất mềm các bác chơi, 2,8 triệu đồng. Đoàn tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú với cho đèo một đồng đầu. Và đồng đi có mã là 626. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.